Xin chào tất cả các em. Để tiết học đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở môn toán và đặc biệt chú ý lắng nghe cô giảng bài nhé. Cô có một ô chữ gồm 5 chữ cái. Em hãy quan sát hình ảnh và cho cô biết đây là gì. Rất nhanh, các em đã đoán ra được ô chữ đó là bản đồ. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau du lịch qua màn ảnh nhỏ đến với những địa danh vô cùng nổi tiếng và những cảnh thiên nhiên ấn tượng của đất nước Việt Nam ta nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu nào. Các em thấy đất nước của chúng mình thật đẹp phải không nào? Các em ạ, đã bao giờ chúng ta tự hỏi làm thế nào có thể nhìn thấy hình dạng đất nước của chúng ta hình chữ S? À, đó là khi ta nhìn thấy tấm bản đồ Việt Nam. Vậy theo em, bản đồ là gì? Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỷ lệ nhất định. Để vẽ được tấm bản đồ, người ta cần rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là thu nhỏ khoảng cách thật với một tỷ lệ nhất định. Đó chính là tỷ lệ bản đồ. Vậy, tỷ lệ bản đồ là gì? Cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Tỷ lệ bản đồ. Các em hãy quan sát trên màn hình. Hình 1 là khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, ảnh chụp từ vệ tinh. Hình 2 là bản đồ khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Chúng ta thấy, để vẽ được bản đồ khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, người ta cần phải sử dụng hình ảnh chụp từ vệ tinh, nghiên cứu các đối tượng như đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, bưu điện Hà Nội hay các con phố chính, sau đó thu nhỏ khoảng cách thật với một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ ở đây là 1/20.000. Đây chính là tỷ lệ bản đồ. Chúng mình cùng đến với một số bản đồ với tỷ lệ sau. Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tỷ lệ là 1/9.000.000. Bản đồ thành phố Hải Phòng có tỷ lệ là 1/90.000. Hay bản đồ các nước Đông Nam Á có tỷ lệ là 1/4.000.000. Các em hãy quan sát thật kỹ. Bản đồ Việt Nam có tỷ lệ
là 1 chia 10 triệu. Các em hiểu thế nào về tỷ lệ này? Các em ạ, tỷ lệ bản đồ 1 chia 10 triệu cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 10 triệu lần. Chẳng hạn, độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 triệu cm, hay đổi đơn vị 10 triệu cm chính bằng 100 km. Vậy, tại sao phải cần có tỷ lệ bản đồ? Các em thấy đấy, đất nước của chúng ta trải dài từ Bắc vào Nam với khoảng cách hàng nghìn km. Vậy không có một khổ giấy nào hay quyển sách nào có thể vẽ được khoảng cách lớn như vậy. Chính vì vậy, người ta cần phải vẽ thu nhỏ khoảng cách thật với một tỷ lệ nhất định. Và tỷ lệ ở đây là 1 chia 10 triệu. Khi nhìn vào bản đồ, người ta sẽ nhìn vào tỷ lệ bản đồ để biết được độ dài thật của đối tượng đó ngoài thực tế là bao nhiêu. Đó chính là ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách viết của tỷ lệ bản đồ nhé. Các em ạ, tỷ lệ bản đồ 1 chia 10 triệu còn có cách viết nào khác? Chúng mình đã được học về phân số phải không nào? Vậy, theo các em, 1 chia 10 triệu có thể viết được dưới dạng phân số hay không? Hoàn toàn được phải không nào? Ta có thể viết tỷ lệ bản đồ 1 chia 10 triệu dưới dạng phân số có tử số là 1 và mẫu số là 10 triệu. Cách viết có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Tỷ lệ bản đồ viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 10 triệu, cho chúng ta biết. Tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là một đơn vị đo độ dài, có thể là cm, dm, mét. Mẫu số cho biết độ dài thật tương ứng là 10 triệu đơn vị đo độ dài đó, có thể là 10 triệu cm, 10 triệu dm hay 10 triệu mét. Chúng mình hãy cùng thử viết lại một số tỷ lệ bản đồ ở những bản đồ sau dưới dạng phân số nhé. Đây là bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tỷ lệ là 1 chia 9 triệu. Ta có thể viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 9 triệu. Hình 2 là bản đồ khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, có tỷ lệ là 1 chia 20.000. Ta có thể viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 20.000. Và cuối cùng, bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 3 triệu. Ta có thể viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 3 triệu. Quan sát các phân số này, các em có nhận xét gì? À, chúng ta thấy tử số của các phân số đều bằng 1. Vậy mẫu số cho các em biết điều gì? Các em ạ, tỷ lệ bản đồ được viết dưới dạng phân số có tử số bằng 1. Mẫu số càng nhỏ thì tỷ lệ bản đồ càng lớn và độ chính xác của bản đồ càng cao. Cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của một số bản đồ nhé. Đây là bản đồ các nước trên thế giới với tỷ lệ là 1 chia 20 triệu. Tỷ lệ này cho các em biết điều gì? Tỷ lệ bản đồ 1 chia 20 triệu hay còn được viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 20 triệu, cho biết các nước trên thế giới được vẽ thu nhỏ lại 20 triệu lần. Chẳng hạn, độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 20 triệu cm hay 200 km. Hãy đến với ví dụ tiếp theo. Đây là bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, có tỷ lệ là 1 chia 400.000. Tỷ lệ này cho các em biết điều gì? Hãy cùng suy nghĩ một chút nhé. Tỷ lệ bản đồ 1 chia 400.000 hay còn được viết dưới dạng phân số có tử số là 1, mẫu số là 400.000, cho biết thành phố Hồ Chí Minh được vẽ thu nhỏ lại 400.000 lần. Chẳng hạn, độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 400.000cm
hay 4 km. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các em đã hiểu được ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ và hai cách viết của tỷ lệ bản đồ. Hãy vận dụng kiến thức đó, chúng mình cùng giải các bài tập nào. Chúng mình đến với phần luyện tập. Bài 1. Trên bản đồ, tỷ lệ là 1 chia 1.000. Mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào sau đây? 1.000dm, 1.000cm hay 1.000mm? Đọc đề bài, chúng ta thấy đề bài cho biết gì? À, đề bài cho biết trên bản đồ tỷ lệ là 1 chia 1.000. Với mỗi độ dài lần lượt là 1mm, 1cm, 1dm. Và độ dài thật là 1.000dm, 1.000cm, 1.000mm. Nhiệm vụ của các em là hãy đi tìm độ dài thật tương ứng với độ dài thu nhỏ trên bản đồ với tỷ lệ là 1 chia 1.000. Thời gian cho các em bắt đầu. Chắc hẳn các em đã làm xong bài rồi phải không nào? Hãy cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé! Tỷ lệ bản đồ 1 chia 1.000 cho các em biết điều gì? À, tỷ lệ này cho các em biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ 1.000 lần, phải không nào? Vậy 1mm trên bản đồ sẽ ứng với độ dài thật là 1.000mm. Tương tự như vậy, 1cm trên bản đồ sẽ ứng với độ dài thật là 1.000cm. Và cuối cùng, 1dm trên bản đồ sẽ ứng với độ dài thật là 1.000dm. Qua bài tập này, các em đã biết tìm độ dài thật tương ứng với độ dài thu nhỏ trên bản đồ với tỷ lệ là 1 chia 1.000. Vậy nếu như cô cho tỷ lệ khác, chúng mình có làm được không? Hãy cùng thử nhé! Trên bản đồ, cô cho tỷ lệ là 1 chia 5.000 với độ dài là 1dm. Ứng với độ dài thật là bao nhiêu? Chúng mình hãy cùng nhau suy nghĩ nào! Các em ạ, tỷ lệ bản đồ 1 chia 5.000 cho chúng ta biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ 5.000 lần. Vậy, độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1dm thì ứng với độ dài thật sẽ là 5.000dm. Tiếp tục cùng thử đến với ví dụ thứ hai. Trên bản đồ, tỷ lệ là 1 chia 200. Với độ dài là 1dm thì ứng với độ dài thật là bao nhiêu? Với ví dụ này không làm khó được các em phải không nào? Đó chính là 200dm. Qua bài tập số 1, chúng ta đã tìm được độ dài thật tương ứng với độ dài thu nhỏ trên bản đồ với tỷ lệ nhất định. Hãy vận dụng kiến thức vừa rồi, chúng mình cùng đến với bài tập số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cô có bảng sau. Chúng ta thấy ở dòng đầu tiên là các tỷ lệ bản đồ. 1 chia 1.000, 1 chia 300, 1 chia 10.000 và 1 chia 500. Ở dòng thứ hai là độ dài thu nhỏ tương ứng cùng cột với tỷ lệ bản đồ. Lần lượt là 1cm, 1dm, 1mm và cuối cùng là 1m. Nhiệm vụ của chúng mình hãy đi tìm độ dài thật tương ứng với độ dài thu nhỏ trên bản đồ theo tỷ lệ cùng cột. Các em hãy suy nghĩ làm bài. Chúng mình đã hoàn thành xong bài chưa nào? Hãy đến với đáp án của cô nhé! Với tỷ lệ bản đồ là 1 chia 1.000, cho chúng ta biết điều gì? À, cho chúng ta biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ 1.000 lần. Vậy, khi độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1cm, ta sẽ có độ dài thật gấp 1.000 lần là 1.000cm. Tiếp tục đến với tỷ lệ bản đồ thứ hai, 1 chia 300.
với độ dài thu nhỏ là 1 dm. Độ dài thật sẽ gấp 300 lần độ dài thu nhỏ trên bản đồ, theo tỷ lệ bản đồ là 1/300, phải không nào? Vậy ta có độ dài thật là 300 dm. Quan sát tiếp cột thứ 3. Tỷ lệ bản đồ là 1/10.000. Cho chúng ta biết điều gì? Cho chúng ta biết độ dài thật gấp 10.000 lần độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Vậy 1 mm độ dài thu nhỏ trên bản đồ, ta sẽ có độ dài thật là 10.000 mm. Đến với cột cuối cùng, tỷ lệ là 1/500. Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1 mét. Vậy độ dài thật sẽ là bao nhiêu? Chắc hẳn chúng ta đều nhận ra đó chính là 500 mét. Qua bài tập vừa rồi, chúng ta đã biết đi tìm độ dài thật khi biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thu nhỏ tương ứng. Vậy nếu như cô muốn chúng ta đi tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ khi biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thật, chúng mình có làm được không? Hãy thử xem nhé! Cô cho tỷ lệ bản đồ là 1/200 và độ dài thật là 200 cm. Hãy suy nghĩ tìm cho cô độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Tỷ lệ bản đồ là 1/200 cho chúng ta biết điều gì? Cho chúng ta biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ lại 200 lần. Vậy khi cô cho độ dài thật là 200 cm, thu nhỏ lại 200 lần, ta có độ dài thu nhỏ trên bản đồ chính là 1 cm. Qua bài tập số 2 này, chúng mình đã biết đi tìm độ dài thật khi biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Ngược lại, chúng ta cũng có thể đi tìm độ dài thu nhỏ trên bản đồ khi biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thật với cùng một đơn vị đo độ dài. Các em ạ, không phải lúc nào chúng ta cũng đi tìm độ dài thật với đơn vị đo giống với đơn vị của độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Để hiểu được điều này, cô trò mình cùng đến với bài tập số 3. Bài 3. Đúng ghi D, sai ghi S. Trên bản đồ, tỷ lệ là 1/10.000. Quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy, độ dài thật của quãng đường từ A đến B là A. 10.000 m, B. 10.000 dm, C. 10.000 cm, D. 1 km. Chúng ta thấy bài cho biết tỷ lệ bản đồ là 1/10.000 và quãng đường từ A đến B được đo là 1 dm. Hãy tìm độ dài thật quãng đường từ A đến B. Hãy lựa chọn những đáp án đúng. Thời gian cho các em bắt đầu. Chúng mình đã hoàn thành xong chưa? Hãy cùng đến với đáp án của cô nhé. Tỷ lệ bản đồ là 1/10.000. Cho chúng ta biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ lại 10.000 lần. Vậy, quãng đường từ A đến B được đo trên bản đồ là 1 dm. Gấp 10.000 lần, ta sẽ có độ dài thật quãng đường từ A đến B là 10.000 dm. Vậy, đáp án B hoàn toàn đúng, phải không nào? Đáp án A và C chắc chắn là không chính xác bởi đơn vị khác nhau. Đơn vị của đáp án A là mét, đơn vị của đáp án C là cm. Vậy, hai đáp án này không chính xác. Thế còn ở đáp án D, 1 km, tại sao các em cho là đúng? Bởi vì chúng ta thấy 10.000 dm chính bằng 1 km. Thế nên đáp án D cũng hoàn toàn chính xác. Qua bài tập số 3 này, các em đã biết đi tìm độ dài thật phù hợp với đơn vị đo độ dài ngoài thực tế, phải không nào? Ví dụ như khi tính quãng đường, người ta sẽ sử dụng đơn vị là mét hoặc km. Để tiết học của chúng ta thêm sinh động, cô trò mình cùng đến với một trò chơi sau. Trò chơi của cô mang tên dọn sạch đại dương. Các em ạ, môi trường biển, sông, hồ đang bị ô nhiễm do rác thải của con người. Hãy cứu các loài sinh vật dưới biển
bằng cách dọn sạch rác qua việc trả lời đúng các câu hỏi sau. Chúng mình sẽ quan sát thấy ở dưới biển có rất nhiều những rác thải đúng không nào? Hãy đến với câu hỏi số 1 để dọn bớt rác thải nhé! Câu hỏi số 1 của bạn cá. Chào các bạn, mình là cá. Đây là câu hỏi của mình. Trên bản đồ, tỷ lệ 1 chia 50.000, quãng đường từ nhà Mai đến bưu điện đo được là 1cm. Các bạn hãy tìm độ dài thật của quãng đường từ nhà Mai đến bưu điện là bao nhiêu nhé? Các bạn đã có câu trả lời chưa? Các bạn ạ, tỷ lệ bản đồ là 1 chia 50.000 cho chúng mình biết độ dài trên bản đồ được thu nhỏ lại 50.000 lần. Mà quãng đường từ nhà Mai đến bưu điện đo được trên bản đồ là 1cm, thì độ dài thật ngoài thực tế đó chính là 50.000cm hay 500m đấy các bạn ạ. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé. Hãy cùng đến với câu hỏi thứ 2. Chúng mình cùng đến với câu hỏi của bạn Tôm. Chào các bạn, mình là Tôm. Hãy đến với câu hỏi của mình nhé. Đây là bản đồ thiết kế trường tiểu học Mai Động, tỷ lệ 1 chia 900. Trên bản đồ, độ dài cổng trường đo được là 1cm. Đố các bạn, chiều rộng thật của cổng trường là bao nhiêu? Các bạn đoán được không nào? Các bạn ạ, tỷ lệ bản đồ 1 chia 900 cho chúng mình biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ lại 900 lần. Chính vì vậy, trên bản đồ, cổng trường đo được là 1cm. Vậy, chiều rộng thật của cổng trường là 900cm hay 9m đấy, các bạn ạ. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé! Chúng mình cùng đến với câu hỏi của bạn Rùa. Chào các bạn, mình là Rùa con. Hãy cùng suy nghĩ câu hỏi của mình nhé. Chiều dài thực tế phòng học lớp 4A đo được 800cm. Trên bản đồ, tỷ lệ 1 chia 800. Vậy, các bạn đoán xem độ dài đo được trên bản đồ là mấy cm? Câu hỏi của mình không khó phải không nào? Các bạn ạ, tỷ lệ 1 chia 800 cho chúng mình biết độ dài thật được vẽ thu nhỏ lại 800 lần. Mà độ dài thật là 800cm. Mình có thể đoán ngay độ dài đo trên bản đồ là 1cm. Những ai có kết quả giống mình, xin chúc mừng các bạn. Vậy là với việc trả lời đúng 3 câu hỏi, các em đã góp một phần công sức nhỏ bé đẩy lùi vấn nạn rác thải nhựa đang ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống cũng như sức khỏe con người. Các em ạ, ngay từ bây giờ, ngay tại thời điểm này, các em hãy có những hành động thiết thực ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa để chính chúng ta sẽ được sống trong một môi trường trong lành, an toàn và bền vững. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã hiểu được ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ. Hãy vận dụng kiến thức đó, chúng mình cùng nhau hoàn thành các bài tập. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có những giờ học thật bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em.